Đi ra đi. Xanh hôm nay đang tích cực tấn công ở mặt trận phòng ngự thì quay để anh quay đánh bắt cho. Vâng. Trận đấu kèo nước diễn ra hôm nay sẽ là mối thù một tuần trước. Được rồi anh ạ, được rồi, đẹp rồi. Một pha phát biên của Văn Cường, tân binh mới. Ông Quý Bi, Việt đã lấy được bóng. Làm gì đây? Vừa hồi chiều ngày hôm nay, đấy Antobama đã có 3 tân binh mới. Một là thủ môn, hậu vệ và sự trở lại của Trọng Khoa. Sau khi rời đơn một tháng thì Trọng Khoa đã trở lại cùng anh em và anh đang đứng vai trò là tiền đạo cắm. Trọng Khoa rất bình tĩnh. Văn Huy một pha vút bám ngoài không thành công. Đấu đang diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Không được rồi, đây là cháu. Không được rồi, đây là cháu. Không được rồi, đây là Dương Hê Tô. Cơ hòa cho Dương Hê Tô. Minh Huy đã tắc bóng thành công. Của tân binh mới cùng Kobe. Gì đằng kia? Dương Eto Anh Cường, cầu thủ số 20. Thường trong những trận đấu chính anh sẽ là một cây nắm giữa để làm tường cho mọi người. Và anh ngày hôm nay em bình luận thế nào ấy? Có khi anh về anh ghép nhạc mà thôi. Phải giặt pin em ơi, đừng bó vào cánh bên đấy Vương Huy rồi. Chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng nó mang tính chất quan trọng cho những
mùa giải tới tiếp theo. Vâng, Việt Đi Que đã lao lên lấy bóng. Đây là Xuân Huy, Minh Huy, không được rồi. Một pha phát bóng lên của Zagato nhưng đã bị tắc bóng. Thành Tân ở kia đã phải lao ra trong tình huống đó. Số 19 pha phát bóng may không được của Việt Đi Que. Pha đá biên của Minh Huy. Gì đây rồi? Là nó gì? Rất được đi. Gì đây rồi? Quyết. Quyết ơi, Quyết ơi. Anh cần, cần 5 cái đầu mạnh hơn thế nữa. Sẽ giảm xuống. Đồng mà. Việc Đi Que. Rất tốt của trọng tài đang cái gì đây? Trọng tài đã không điều hành được trận đấu một cách tốt nhất. Yêu cầu chính trọng tài phạt một chai nước nhá. Trung Anh đâu bắt trọng tài? Để em bắt trọng tài. Trung Anh ra quay đi. Mày ra quay đi. Quay đi một cái anh rồi quay xong. Mày biết bắt đâu rồi. Mày bắt ra cái anh chỉ rồi. Em quay 10 phút rồi, còn 10 phút thế mày. Em bỏ đi đâu?
Chát quá. Ngon không? Này hái hả chị? Hái. Ôi trời ơi. Không quả. Quả đấy chỉ cần truyền thôi là bạn vào rồi sức đấy lên cá nhân đi. Vào thì gã không ai nói nhưng không vào người ta sẽ nói. Ơi bà ra. Anh cứ lại. 5 phút rồi nè. 5 5 phút. Mới đáng 5 phút gì? 5 phút. Ok em. Thế á? Thế đội đội này trong chung anh từ bên nào, chung anh các bạn. Nó có lập lại khe nó không đi vào đây sơ sơ. Em mà đợi em mà. Thế quyết à? Nhưng mà đấy thì em đâu anh em mà vào sân. Chính tổng tỷ số mà. Bên đen. Mới tỉ như bánh tre.
đây. Quay em, quay về. Con này là không mưa. Quay quay về. Bên đây quay ai chuẩn đá đâu. Cái sự bị trận có bởi với này đấy. Thế thôi. Đá em nè. Đá em nè. Anh ở bên kia nốt bên. Bên này chỉ có thay. Đứng trên thôi, chuyển giữa sai. Quay hai tổng bao nhiêu phút rồi em? 9 phút rồi nè. 19 phút. 9 phút. Tiền em kiếm ít tiền rồi.
Đừng lừa mày đấy. Xin chào mình là Tí. Về chạy bộ rồi. Mẹ đã yếu rồi. Thôi. À, mẹ ơi, có chị. Mẹ ơi, mẹ có cho cha đi. Sân với em bảo là xong ra cũng không qua ấy. Ông đá hay, ông giống mệt luôn đấy. Tuấn kìa, chép đánh lau thảo suốt kìa. Tuấn chưa bóng nè. Làm quả như tuần trước rồi, đẹp không? Quét vô thay anh đi quét.
Tí về quay chậm đoạn đấy nhá, và anh là quay chậm đoạn đấy rồi. Có bao mô sân lại vào đấy. Quay chậm rồi cho anh em gắm lại tầm 3-4 lần rồi. Đâu hơn rồi, bẫy nhập hơn trái. Đôi mình à? Thank you.
Papa ba. Papa. Miroga papa. Miroga chika. Papa chika. Papa chika. Mi. Ai ra tận tay ai, cái chỗ bắt tận tay không? Mi. Không, tự giác đây không chọn tay đâu. Tại cãi nhau. Anh ra. Đây mà em mới để. Một chút đi sạch. Quay đâu rồi? Quay đâu rồi? Quay đâu rồi Quyết? Quay đâu? Thảo ơi, Thảo ơi. Thảo ơi. Thank you.
Hola.
làm xem video mình nhảy mới lên được biết cũng được. Dưa anh Huy đá dưa. Đứng đi. 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 Đứng đi.